Em Gấm Nguyễn xin chào tất cả các anh chị đang xem kênh nha. Thì hôm nay em sẽ lên bình giữ nhiệt hàng bảy nhật nha anh chị. Anh chị khách mới xem kênh thì vui lòng đăng ký kênh và bấm chuông để mình cập nhật được những cái video mới nhất nha. Và hình thức chốt đơn là các anh chị cứ gọi theo số điện thoại ở phần tiêu đề để mình chốt đơn nha. Hoặc là kết bạn Zalo để em xác nhận lại hình ảnh cho mình nha các anh chị. Hình thức thanh toán thì anh chị chuyển khoản hoặc cọc để em đi đơn nha, không ship code nha. Chuyển khoản 100% thì đơn trên 500k sẽ được miễn phí ship nha anh chị. Và đơn dưới 500k thì mình cộng ship vào giùm em ha. Đó là quy cách làm việc bên shop em ha. Thì like nào em cũng sẽ nói quy cách làm việc và cái quy cách chốt đơn để mọi người biết nha anh chị. Rồi đầu tiên em sẽ có những cái bình ủ cháo như thế này ha. Cái này là mình ủ cháo, mình đựng cháo cho các bé nè. Hoặc là mình đựng sữa, đựng gì cũng được nha. Rồi em có cái bình này, inox đẹp lắm. Bình này dung tích của nó khoảng 800ml nha anh chị. Inox dày lắm, giữ nhiệt tốt nha. Tất cả những bình giữ nhiệt ở đây thì em đã bao test nhiệt cho các anh chị rồi nha anh chị. Rồi bình này em bán cho anh chị 800ml nha. Bình này ở bên dưới em thấy nó có để hàng Made in China nha anh chị, hàng xuất Nhật nha, cái này là hàng xuất khẩu nha. Nè đó, inox rất là đẹp ha. Cái này em bán 180 nha, mã số 1 180 nha, mã số 1. Mã số 2 em có cái bình này, dung tích của nó hiệu đầu mod nha, dung tích của nó khoảng 300ml nha anh chị. Đây, test nhiệt ok hết rồi. Rồi bình này em bán 80, mã số 2 nha, 80k nha anh chị, mã số 2 hiệu đầu mod nè. Rồi mã số 3 thì em có cái bình này, sơn thì có xước sơn ha, dung tích khoảng chừng 350ml nha anh chị. Rồi cái này thì em bán 80, mã số 3 nha, sơn có xước nhẹ nè anh chị, 80 mã số 3 cho em nha. Cái nào có Made in em sẽ đọc, còn nào em không đọc là không có nha anh chị. Rồi bình này mã số 4 nha. Bình này em bán 100k nha. Bình này hiệu Higer, dung tích của nó khoảng chừng 400ml nha. Rồi bình này em bán 100 nha, mã số 5. 100 nha anh chị, mã số 5. Rồi, ủa mã số 4, mã số 4. Mã số 4 nha anh chị, nhầm em nhầm, mã số 4 nha. Rồi mã số 5 em có cái này, có cái quai sắt. Dung tích cũng khoảng 300ml nha. Bình này thì ở đây nó có cấn xíu ngay đây xíu nha, cấn ngay đây xíu nè. Rồi bình này em bán 80 luôn nha anh chị, mã số 5. 80 luôn ha, mã số 5 cho em nha. Rồi mã số 6 em có cái bình này, dung tích của nó là 1 lít, còn mới chưa qua sử dụng nha. 0.95 lít, 0.95 lít nha. Đây còn mới đẹp lắm, chưa sử dụng, còn catalog rồi luôn, test nhiệt ok luôn nha anh chị. Bên này Made in Japan luôn, hàng chuẩn Nhật luôn nha, còn mới chưa sử dụng. 1 lít. Bên này em bán 400 nha, mã số 6 nha anh chị, 400. 1 lít nha, mới chưa qua sử dụng, còn tem mát, catalog đầy đủ ha. Có cọng dây đeo luôn nè, có cọng dây đeo luôn. Rồi 400, mã số 6 nha anh chị. Có tay cầm, có dây đeo luôn. Bốn trăm ha, mã số 6 nè. Mã số 7 nha anh chị. Bình này dung tích 1.2 lít, cũng còn mới chưa qua sử dụng. Có dây đeo luôn. Em này bên dưới em thấy nó để Made in Korea nha, hàng Made in Korea, 1.2 lít. Bình này em bán cho anh chị 500. Bình này 500 nha, mã số 7 cho em nha anh chị. 500k, mã số 7 nha, 1.2 lít. Máy này thì em đã test nhiệt hết rồi nha anh chị, nên mình khi mình chốt thì mình yên tâm ha.
Rồi, cái bình này 1,2 lít 500, mã số 7 cho em ha. Mã số 8 em có cái hộp đựng cơm hiệu Đờ Mốt nè. Này có hộp đũa nha, có đôi đũa bên trong nè. Này có 3 nha. Đây nha anh chị, inox đẹp lắm, không có mớp gì hết nha. Này không thấy mắc in nha, nào có mắc in em sẽ đọc lên nha. Rồi, cái này là 3 ngăn như thế này. Hộp này em bán 400 nha, mã số 8 nha anh chị. 400, mã số 8 nha. Mã số 9 em có cái bình hộp cơm này hiệu Joy Rusi nha. Đẹp lắm. Này cũng có 3 ngăn. Hàng chuẩn Nhật nha, mắc in sa băng nha anh chị. Hiệu do Rusi, có 3 ngăn như thế này nha. Sửa lại chứ. Rồi, cái hộp này em bán 500, mã số 9 nha anh chị. 500k nha, mã số 9. Ở đây nó có cái hộp này đựng đôi đũa nè anh chị. Hộp này nó có đôi đũa trong đây nha. Cái này nó hết dưới đây, dưới đây. Đây, có đôi đũa nha. Đó, rắn chắc vô đây. Rồi, 500 nha anh chị. Mã số 9 cho em ha. Mã số 9 nha. Rồi em lên hai cái bình này. Hai cái bình này nha anh chị, hai cái bình này dung tích của nó là 1 lít nha. Em bán chung một set. Em này mắc in Thái Lan nè. Này, ron giấy tờ ok hết nha, bình này màu hồng. Không có mớp nha. Rồi bình này cũng vậy luôn, 1 lít. Này thì không có thấy mắc in, còn mới đẹp, không lỗi nha anh chị. Cái ron nó vượt ra mình gắn lại bình thường nha, này gắn lại bình thường nha anh chị. Rồi hai cái bình này, hai cái bình này dung tích của nó là 1 lít nha. Cái này chắc cũng 1 lít nè. Rồi hai cái bình này 250 nha anh chị, mã số 10, 250, mã số 10 cho em ha. Đây cho cái khăn. Rồi lên set này mã 11, set này em cũng bán cho anh chị 250 nha. Bình này dung tích nó khoảng 800ml nha anh chị. Rồi bình này thì 1 lít. Rồi hai cái bình này em bán 250 nha anh chị. Hai cái bình này em bán 250 ha, mã số 11 nha. Cái bình này nó có cái miệng rót, mình có thể mở trên đây đưa được nữa nè. Trên đây mình có thể mở thêm ngăn trên đây nữa. Rồi 250 nha anh chị, mã 11 hai cái này cho em ha. Rồi mã 12 em có hai cái bình mini này, bán 150 nha anh chị. Hiệu Joy Rusi, mắc in Thái Lan cho em ha. Dung tích khoảng chừng 300ml nha. Còn mới đẹp. Hiệu Joy Rusi nè, Thái mắc in Thái Lan ha. Dung tích là 300ml. Rồi hai cái này 150 nha, mã 12. 150 nha anh chị, mã 12 ha. Rồi mã 13 em có set này. Set này em bán cho anh chị 200. Mã số 13 nha, 200k. Hiệu Đờ Mốt nè anh chị. Sơn có xước sơn nha. Nè, sơn có xước ha. Em này thì mắc in Malaysia nha, hiệu Đờ Mốt. Này không có dây đeo. Chân rồi. Khăn khô ơi. Okay.
Cái này nó hơi cứng, hơi chắc. Cái này để em lấy sao nha anh chị, nó hơi chắc tay nha. Rồi cái này dung tích của nó là 800ml nha anh chị, hiệu Yoroshi nè, Made in Thái Lan cho em ha. Rồi hai cái bình này em bán 200 nha anh chị, mã số 13. 200 cho em ha, mã số 13 nha anh chị. Rồi em lên cái bình này mã 14, hai cái bình này mã số 14 cho em ha. Hai cái bình này dung tích nó là 1 lít nha anh chị, hiệu Yoroshi nè, Made in này. Này Made in Thái Lan luôn. Một lít cho em ha. Rồi cái bình này hiệu Yoroshi nè, Made in Thái Lan luôn, dung tích cũng là 1 lít luôn nha anh chị. Rồi hai cái bình này em bán cho anh chị 250 luôn ha, mã số 14 nha. 250 mã 14 cho em ha. Rồi em lên set này, mã số 15 cho em nè. Bình này nửa lít, hai cái này nửa lít, hiệu Sahara Tiger. Sahara Tiger nha anh chị, đẹp mới không có mớp ha. Cái này hàng China xuất Nhật nha, China xuất Nhật nha anh chị, nửa lít, đẹp lắm. Rồi hai bình này 200 mã 15 nha. 200k nha anh chị, mã 15 cho em ha. Rồi mã 16 em có hai món này. Hai cái này em cũng bán cho anh chị 200. Cái bình này 800, còn bình này 1 lít nha. Bình này 800ml nè, hiệu Yoroshi, Made in Thái Lan cho em ha. Ron đồ còn rất là đẹp nha anh chị. Rồi bình này 1 lít, bình này 800ml thôi nha anh chị, 800 thôi nha, không được 1 lít nha. Bình này chắc nửa lít, bình này 0.8, cái này cũng 0.8 mà nó cao hơn xíu nha, nó ớn hơn. Rồi hai cái này em cũng bán cho anh chị 200, mã 16 nha anh chị. 200 mã số 16 set này cho em ha. 200 mã 16 nha. Rồi mã 17 em có set này. Hai cái bình này ha, nửa lít, hai cái bình này nửa lít. Hiệu Yoroshi nè. Em này thì Made in Thái Lan, Made in Thái Lan nha, có đóng chìm. Nửa lít. Rồi, em này thì hiệu Sahara Tiger. Này hàng China xuất Nhật nha. Đây nha anh chị. Lòng đẹp, nói chung mấy cái đồ này là lòng đẹp hết à, inox. Rồi, set này em bán 200, mã số 17 cho em nha. 200 mã 17. Rồi mã 18 em có set này. Hai cái bình này em cũng bán cho anh chị 200, mã số 18 nha. Bình này hiệu Đờ Mót nè, dung tích của bình này khoảng 800ml nha, 800. Đây. Mấy bình này thì về mình vệ sinh lại rồi mình hả sử dụng ha. Tại đây em cũng vệ sinh sơ sơ à. Trên nắp nó để 750 ha. Hiệu Yoroshi, Made in Thái Lan nè, dung tích của mình này cũng nửa lít. Ủa 800 chứ quên, 800 nha anh chị. Rồi hai cái bình này em bán 200, mã 18 nha. Hai cái nha anh chị, mã số 18 cho em ha. Rồi em lên hai cái bình này, mã số 19 nha anh chị. Một cái bình màu đen, cái bình này màu xanh. Hai cái bình này em cũng bán cho anh chị 200.
Bên này mình đựng cà phê uống là ngon luôn à. Vừa ăn ly cà phê luôn anh chị. Này mình mang theo trên xe rồi cũng ok nè. Mang đi làm rồi cũng được. Rồi bình này dung tích của nó khoảng bình này khoảng nửa lít. Còn cái bình này chắc cũng khoảng 400ml nha anh chị. Hai em này em bán cho anh chị 200 mã 19 nha. 200 mã số 19 cho em nè. Rồi em lên set này mã 20. Set này em bán 250 nha anh chị, hai cái bình này. Hai cái bình này hiệu Joy Rosy nha, dung tích là 0.8 lít. Made in Thái Lan ha. Bình mới đẹp. Thiếu dây ha, không có dây. Hai bình này đều 0.8 hết nha anh chị. Made in Thái Lan cho em ha. Mới lắm, hai cái bình này mới. Rồi hai cái bình này em bán cho anh chị 250 nha, mã 20. 250 mã số 20 cho em ha. Rồi lên set này mã 21 nha anh chị. Set này dung tích là 350 ha. Bình này hàng China xuất Nhật nha anh chị. Dày lắm, mấy cái này hàng chất lượng nha. Cái nào cũng vậy. 350ml nha anh chị. Rồi em này hiệu Sahara Tiger nha. Này bên dưới nó cũng để là hàng China xuất Nhật nha anh chị, không cắn mớp ha, đẹp mới. Đây. Rồi hai bình này em bán 150 nha, mã 21. 150 nha anh chị, mã số 21 nha. 150 mã 21. Con để sát vô vậy nè. Rồi em lên set này mã 22 nha. Set này cũng bán 150 nha anh chị. Hiệu Sahara Tiger nè. Hàng China xuất Nhật nha. Bình này thì dung tích nó là 350. Em này cũng 350 luôn. Em này thì không thấy hiệu ha. Rồi hai bình này em cũng bán 150, mã 22. 150 set này cho em ha, mã số 22. Rồi lên set này mã 23 nha anh chị, hai cái bình này nửa lít nha. Em này thì không có thấy hiệu bên dưới, không thấy mắc in ha, không cấn mớp nha. Nửa lít. Rồi em bình này cũng là nửa lít luôn. Bình này không, cũng không có thấy hiệu nha anh chị. Hai cái bình này bán cho anh chị 170 nha, mã 23. Một 70 set này cho em ha, mã số 23 nha anh chị. 170 mã 23 cho em ha. Rồi lên set này mã 24 nha anh chị. Set này em bán 150 nè. Mã 24. Dung tích là 350ml ha, không có thấy mắc in nha. Rồi, bên này hiệu Joy Rosy nè, made in Thái Lan ha. 350ml. Rồi, set này em cũng bán cho anh chị 150 nha, mã 24. 150 cho em nha anh chị, mã 24 nha. Rồi, em lên set này mã số 25. Set này cũng là hiệu Joy Rosy nha, nửa lít. Set này hai cái bình này nửa lít. Made in Thái Lan.
em bình này hiệu Joy nè, mắc in Thái Lan luôn, nửa lít. Hai bình này em bán 200, mã 21 nha. 200, mã số 21 set này nha anh chị. 200, mã 21 ha. Rồi lên set này mã số, ủa, hai mấy? 25 mà. Set này mã 25 nha anh chị, em đọc nhầm. Mã 25 nha. Rồi, set này mã 26 nè. Cái bình này sơn nó bị xước ha. Dung tích là nửa lít, hiệu Joy Rusi nè, mắc in Thái Lan kem nha. Rồi bình này chắc cũng khoảng nửa lít nè. Bình này thì em không thấy hiệu ha, hiệu bên dưới nữa nè. 600ml, không có thấy mắc in nha anh chị. Có cái đồ lọc trà nè, cái này mình tháo ở trên đây được nè. Rồi, hai cái bình này nó hơi xước nha, hơi sơn, nó hơi trầy xước nha. Rồi, hai cái bình này em bán 150 nha, mã 26 nha anh chị. 150 hai cái nha, mã 26 nha. Rồi em lên cái bình này, mã 27 nè, một mình nó thôi. Bình này dung tích của nó khoảng 800, khoảng nửa lít, bình này cỡ nửa lít nha anh chị. Bên dưới nó có cấn xíu ở đây, cỡ nửa lít nha. Inox nó đẹp lắm. Rồi bình này em bán 150 nha, mã 27. 150 nha, kiểu dáng cổ xưa. Cái màu này màu xanh dương, xanh đậm chứ không phải màu đen ha, màu xanh dương, xanh đen. Rồi 150 nha anh chị, bình này nửa lít thôi nha. 150 mã 27 nha. Rồi em lên bình ủ trà nè, mã 28, 1 lít nha anh chị. Không thấy hiệu ha. Đây anh chị, bình này em bán 200, mã 28 nha. 200, mã 28 nha anh chị. Bình này mã 29 nè, dung tích cũng là 1 lít nha. Bình này em bán 170, mã 29. Một 70 nha, mã 29 nha anh chị. Mã số 30, bình này dung tích là 1,5 lít. Hiệu đàn mót nha, sơn có xước nhẹ nha anh chị. 1,5 lít. Đây. Rồi bình này em bán 250, mã số 30. 250, mã 30. Rồi bình này mã 31 nè anh chị. Bình này dung tích của nó là 1 lít nha. Bình này em bán 200, mã 30. Mã số 30 nha anh chị. Ủa 31 chứ, trời đọc nhầm hoài nha. Mã 31 nha anh chị. Rồi mã 32, có cái bình này bình thủy nha, có bị cấn nha anh chị. Bình này em bán 100 thôi, mã 32. Hàng chuẩn Nhật nè, dung tích là 1 lít. Bình thủy nha, thủy là mình chỉ đựng nước nóng thôi, không đựng nước lạnh nha anh chị. Có cấn nè, em bán 100k nha. Này. Đây nè anh chị. Rồi bình này em bán 100 nha, có bị cấm nha. Bình này em bán dặn theo lỗi nha anh chị, bình thủy 100 ha, mã số 32 cho em nè. Mã 32. Mã 33 em có cái bình này 1 lít. Bình này không có thấy mắc in nha anh chị. Bình này 1 lít, bình này cũng bán 200, mã 33. 200 ha, mã số 33 cho em nè. 200, mã 33.
Bình này mã 34, 2 lít. Bình này hiệu đờ mốt nha. Đẹp mới, không cấn mớp, không gì hết nha. Bình này em bán 300, mã 34. Ron đẹp 300, mã 34 cái bình này cho em ha. 300, mã 34. Bình này mã 35, dung tích là 1 lít. Bình này hàng China xuất Nhật nha anh chị, hàng xuất khẩu nha. Bình này em cũng bán 200, mã 35. Nha, mã số 35. Rồi bình này mã 36 em cũng bán cho anh chị 200. Mã 36 nha. Hiệu Joy Lucy. Rồi 300 mã 3 ủa 200 mã 36 nha anh chị. Rồi lên bình này, bình này 1 lít hiệu Joy Lucy nè. Made in Thái Lan ha. Một bình này em bán 150 nha. Mã 37. 150, mã số 37 nha anh chị. 150, mã 37. Đấy. Rồi em lên bình này mã 38 nè. Bình này dung tích của nó là 1 lít. Có dây đeo nha anh chị. Bên này hàng China xuất Nhật cho em ha. Inox. Ê, bình này bị lỗi dưới đây nè. Bị lỗi dưới đây rồi anh chị. Nó bị nứt cái phần nhựa nha. Cái phần nhựa nó ớp vô cái bình nè. Không có ảnh hưởng gì tới cái bình đâu nha. Nó chỉ là cái vỏ bên ngoài thôi. Rồi bình này em bán sale rẻ cho anh chị nè. Bán cho anh chị 90 luôn. 90, mã 38 nha anh chị. 90 nha, mã số 38 nha anh chị. Bình đẹp mà cái nó bị nứt cái nhựa. Rồi bình này mã 39. Bình này dung tích của nó là 1 lít. Bình này khoảng 1 lít ha. Made in Malaysia nha, Malaysia nha anh chị. Kiểu dáng thể thao nè. Đẹp lắm, bình này đẹp nha. Bình này em bán 200, mã 39. 200 nha, mã số 39 nha anh chị. Malaysia 200, mã 39. Rồi lên bình này mã số 40. Bình này hiệu Joy Lucy nha. Dung tích của bình này là 1 lít. Made in Thái Lan. Bình này thì trên nắp nó có cấn cấn nhẹ xíu thôi nha. Lạng nhẹ thôi. Một lít. Ron đẹp nha. Lòng đẹp, giữ nhiệt tốt ha. Bình này em bán 180. Mã 40. 180 nha. Mã 40. Một lít nha chị. Rồi bình này mã 41 nha. Bình này kiểu dáng thể thao nữa nè. Màu đen. Cũng là hàng Made in Malaysia luôn nha. Bình này dung tích của nó khoảng 1 lít nha anh chị. Bình này khoảng 1 lít. Rồi bình này em bán 150 nè. Mã số 41. 150 nha. Mã 41 nha anh chị. Rồi lên bình này mã số 42 hiệu Tiger. Bình này dung tích của nó là 1.49 lít nha, gần 1 lít rưỡi đó. Không cấn mớp. Sahara Tiger. Đây anh chị. Bình này mới đẹp ha. Bình này bán 350, mã 42. 350 có dây đeo nè. 350 ha, mã 42. Rồi bình này mã 43, bình thủy nha, có bị cấn nha. Bình này bình thủy dung tích là 1 lít, hàng chuẩn Nhật cho em ha.
có cấn một vài điểm nha. Bình em bán 150, mã 43, bình thủy 150 cho em ha, mã số 43 nha. 150 mã 43. Rồi lên bình này mã 44 nè, hiệu Joy Rosy. Bình này dung tích nó là 2 lít. Hàng made in Thái Lan nha anh chị. Đẹp, không cấn mớp, sơn thì có xước nhẹ nha. Sơn thì lúc nào nó cũng có xước nhẹ hết. Tại vì nó không có cái hộp vận chuyển về nó cấn, nó cọ với nhau nó có xước nha. Đây. 2 lít, bình này em bán 350 nha, mã 44. 350 ha, mã 44 nha. Rồi bình này mã 45, bình này 1,2 lít nè. Có cấn nhẹ nha, có cấn nhẹ nè. Hiệu Tiger. Bình này hiệu Tiger made in Japan nha, nó đóng ở đây made in Japan nè. 1,2 lít nha. Bình này có cấn nhẹ xíu nha anh chị. Đây. Rồi bình này em bán 300, mã 45. 300 nha, mã 45. Vừa có dây đeo, vừa có tay cầm như thế này ha. Mã 45. Rồi bình này mã 46 nè, 1,5 lít. Bình này em bán 150 nha. Mã 46. Bình này hiệu đờ mót nha. Không có thấy mắt in gì bên dưới nha anh chị. Rồi bình này 1,5 lít, em bán cho anh chị 150 nha. Mã 46. 150, mã 46. Rồi bình này mã 47 nè, 1,5 lít luôn, hiệu đờ mót. Bình này mới đẹp, màu đỏ nha, made in Malaysia nha anh chị. Màu đỏ rất đẹp, còn mới ha. Đây. Rồi bình này em bán 200, mã 47. 200 nha anh chị, mã 47 cho em ha. Rồi lên bình này mã 48 nè, bình này 1,5 lít. Bình này bên dưới nó đóng chữ made in Japan ở bên dưới đáy nha, nó có đóng bên dưới đáy nha anh chị. Nắp có bị cấn điểm nè. 1,5 lít. Bên này em bán cho anh chị 250 nha, mã số 48. 250 do bị cấn xíu trên nắp nha. 250 mã 48 nha. Bên này mã 49 nè, hiệu đờ mót nha anh chị. Bên này dung tích của nó là 1,8 lít. Bên này made in Japan luôn ha, made in Japan nó đóng bên dưới nè. 1,8 lít, hiệu đờ mót. Bên này bán cho anh chị 350 nha, mã 49. 350, mã 49 nha. Rồi lên bình này mã số 50. Bình này rất là nặng nha anh chị. Nặng lắm. Có một điểm cấn nè. Bên này thì hàng made in Japan luôn nha, nó đóng chữ nè. Bình này dung tích khoảng 1,5 lít. Được hai cái lên đây anh chị, khoảng 1,5 lít ha. Nặng lắm, dày nặng nha. Bình này em bán 400, mã 50. Mập nha, nó lùn mà nó mập lên nè. Nó đựng nhiều nước ha. 400, mã số 50 nha. Rồi em lên cái bình này, mã số 51 cho em nè anh chị. Bình này hiệu Joy Rosy nha. Có một cái rài điểm cấn nhỏ ngay đây xíu nè. Made in Thái Lan cho em nè, dung tích là 1,5 lít.
Đây, rất đẹp luôn. Có một vài điểm cấn ở trên mình đó nha, nên bình này nó có một vài điểm cấn nhẹ nhẹ ha. Này em bán 250 nha, mã số 51. 250 nha anh chị, mã 51 ha. Made in Thái Lan, 1,5 lít. 250 mã 51 ha. Rồi lên bình này mã 52, bình này 1 lít nè. Bình này em bán 200, 1 lít nha anh chị. Không có thấy mát im nha. Đây anh chị, inox rất là sạch luôn. Bên này em bán 200 nha, mã 52. 200, mã số 52 nha anh chị. Rồi bên này mã 53. Bên này thì sơn nó có xước sơn, với lại trên nắp nó cũng có bị cấn nhẹ nha. Hiệu đầu mod nè, bên dưới nó là made in Malaysia nha. Này rửa nè, nước nó chưa khô nữa nè. Made in Malaysia nha, hiệu đầu mod. Có trên nắp nó có bị cấn một vài điểm với lại xước sơn nha anh chị. Bên này em bán cho anh chị 200, mã 53. Giữ nhiệt rất tốt nha, nhưng mà nó có bị cấn mớt ha. Có bị cấn trên nắp nè, nó có bị cấn trên nắp nè. Với lại bên dưới nữa. Rồi bình này em bán cho anh chị 200 nha, mã số 53. 200, mã 53. Rồi mã 54 nè. Hai này chung. Mã 54 nha. Thế đi số 55 đi. Mã 54 em có hai cái bình này, hai màu, một màu đen và một kem ha. Bình này dung tích của nó là 1,2 lít bình ủ trà. Bình này thì em thấy nó để made in China nha, hàng xuất Nhật nha chị. Em có hai cái bình như thế này, bình kiểu dáng đẹp, 1,2 lít đây. Bình này em bán 250 nha, mã 54. 250, mã 54, em có số lượng là hai cái nha, màu đen và màu kem ha. Này cũng rất là đẹp. Rồi 250 nha anh chị, mã số 54 nha, mã 54 kem nè. Rồi lên bình này, mã 55, bình này dung tích là 1 lít. Không thấy mắc in nha, bình này em bán 200, mã 54. Nha chị, mã 54 nha. Mã 55 em có cái bình này, bình này dung tích của nó là 0.7 lít nha. Hiệu Joy Lucy. Bình này made in Japan nha, nó có đóng chữ made in Japan bên dưới nè. Bình này còn đẹp mới ha. Nha anh chị, mã 55. 250, mã số 55 cho em ha, 0.7 lít. Rồi mã 56 em có cái bình này. 2 lít. 2 lít nha anh chị. Bình này em bán 250 ha, mã 56. Không thấy mắc in nha anh chị. Này không thấy mắc in ha. 250, mã số 56 nha, không cấn mớp không gì hết nha anh chị. 250, mã 56. Rồi lên bình này, mã 57 nha. Bình này thì trên nắp nó có cấn ngay nắp nha anh chị. Hiệu Tiger. Bình này thì không cấn mớp, nhưng hơi cái đế nhựa nó hơi xước ha. Mắc in da băng luôn nha anh chị. Nó trầy cái đế ha. Rồi cái bình này 1,5 lít em sale cho anh chị 200, mã 57. 200, mã số 57 nha. Rồi mã 58 nha anh chị. Bình này cái nắp nó cũng có cấm nữa nè. Mã 58 nha. Bình này hiệu đờ mốt nè, dung tích là 2 lít.
bên này Mark in Malaysia nha anh chị, hiệu The Mod nè, Mark in Malaysia, nó có đóng dưới đây ha. Bình lớn nhưng mà nó có bị cấn nha. Cái này nó có 2-3 lớp bảo vệ luôn nè. Bên này bán cho anh chị 250 nha, mã số 58. 250, mã 58. 250 ha, mã số 58 cho em nha. Nào like em có lỗi thì em đều báo hết nha, mình xem kỹ trước khi chốt giùm em ha. Rồi, mã này 59 nha anh chị, mã này đẹp không lỗi nè, mới đẹp. Không thấy mark in nha, nào có mark in em sẽ báo ngay. Bên này 1,5 lít. Bên này em bán 350 nha anh chị, mã số 59. Cho em ha, mã số 59 nha anh chị. Rồi lên bên này mã số 60 ha. Bên này 2 lít. Hiệu Joy Rusi. Mark in Thái Lan. Sơn có bị xước sơn nha. Bên này 2 lít, bên này bán cho anh chị 250 nha, mã 60. 250, mã 60 nha. Rồi bên này mã 61, 2 lít luôn nè. Mã 61, sơn có bị xước sơn nha anh chị. Bên này hàng China xuất Nhật cho em nha. Sơn có bị xước nha. Dung tích là 2 lít. Bên trong rất là đẹp luôn, bên ngoài cho vận chuyển nó không có thùng, không có hộp. Rồi bên này em bán 250 nha, mã 61. 250, mã số 61 nha anh chị. Sơn có bị xước sơn ha. 250, mã 61 nha anh chị. Rồi lên bên này mã 62, 1 lít. Inox đẹp lắm. Em bình này hiệu Hitachi. Hitachi nha, nè hiệu nó nè. Có dây đeo. Bình này em bán cho anh chị 250, mã 62. 250 ha, mã số 62 nha anh chị. 250, mã 62. Rồi lên bên này mã 63. Bên này nó cũng có bị cấn nhẹ trên nắp nha. Đây nữa nè. Bên này em cũng sale với giá là 200. Em bên này hàng Mark in Japan nha anh chị. Đáy nó hơi bị xước nha. Đáy nó có xước chạy nhựa, cái lớp nhựa nha. Nè xung quanh đây. Hàng Nhật. Nắp nó có bị cấn ở đây, với lại dưới mình nó có bị xíu ở đây ha. Rồi bên này em bán 200, mã 63. Bên này 1,2 lít ha. Đây nha anh chị. 200, mã 63. Rồi lên bình này mã 64, 1 lít. 1 lít nha anh chị, inox. Có cấn nhẹ xíu. Em bình này thì mắc in Thái Lan nha. 1 lít. Bình này em bán 250, mã 64 nha. 250, mã 64, 1 lít nha anh chị.
250 mã 64 nha, một đít. Mã 65 0.75 nè, 0.7 lít. Em này thì mắc em xa băng nha, có đóng chữ bên dưới nè, dày nặng đẹp. Bên này em bán 250 mã 65, 250 nha, mã số 65. Rồi lên bên này mã 66 1.5 lít cho em nhanh chị. Bên này thì đẹp không có mớp nha, hàng Nhật nha anh chị, 1.5 lít. Rồi bên này em bán 300 mã 66 nha chị. Mã số 66, có dây đeo, có tay cầm luôn, không có bị cấn mớp nha. 300 mã 66. Bên này mã 67 nha anh chị, bên này hai đầu. Bên này còn mới đẹp nha, bên này nó hai đầu, một bên để mình để hai bên ha, bên nào muốn để bên nóng bên lạnh cũng được luôn ha. Này mỗi bên nó dung tích là 0.75 lít nha, 0.7 lít á. Sahara Tiger nha anh chị, made in Japan luôn, đóng chữ luôn, hai đầu đây, hai đầu ha, đó này có nước nó trơn cái tay. Đây nha anh chị, đó nó hai đầu ha, mình muốn để cái gì thì mình để ha. Cái đầu này đầu nóng đầu lạnh cũng được luôn nha. Nè, rồi cái bình này em bán 550 nha, mã 67, 550 mã số 67 cho em ha, không cấn mớp nha, đẹp. 550 mã 67. Rồi lên bên này mã 68 hiệu đờ mớp nha anh chị, bên này thì không có dây ha, không thấy mắc in, cái đế nhựa nó có chảy xước một xíu chứ phần đế nhựa nha. Ủa 1.5 lít nha. Bên này em bán 250 nha anh chị, mã 68. Về mình chế hai cọng dây vô đây nè, nó có cái đồ để mình móc cọng dây vô nè. Đó hai bên ha. 250 nha, mã 68 nha anh chị. Rồi bên này mã 69 cho em nè, hiệu Joy Rusi nha. 1.5 lít. Mới đẹp, made in Thái Lan cho em nè. Bên này em bán 300 mã 69. Nha anh chị, mã 69 cho em ha. Rồi 300 mã 69. Rồi lên bên này mã số 70 hiệu đờ mót nha, 2 lít. Cái phần nhựa này nó có bị thâm nhẹ nha, cái nhựa người ta cầm nó bị thâm, cái sơn có bị xước sơn nữa nè. Bên này tổng thể thì nó đẹp nha, sơn thì có xước nhẹ, 2 lít hiệu đờ mót, không có thấy mắc in ha. Rồi bên này em bán 250 nha, mã số 70, 250 mã 70 cho em cái bình này ha. Rồi em lên cái bình này mã 71,
Bên này hiệu Joy Rosy. Trên nắp nó có bị cống xíu ở đây ha. Bình lớn hàng chuẩn Nhật, dung tích là 2,2 lít. 2,2 lít nha anh chị. Nó có cái vòi đây, khóa mở. Nè, nó có cái lỗ dưới đây nè. Nó sẽ bơm nước ra cái đường dưới đây. Cái trên đây là mình khóa, để mình khóa lại nè. Ở đây mình bơm. Đây, cái nắp nó mình tháo ra như thế này. Đây, bên trong nó là inox nha. Inox nha anh chị, để nóng, để lạnh gì cũng được. Mà này chắc mình để nóng quá, tại cái miệng nó hơi nhỏ nè ha. Cái này chắc giữ nóng quá. Này giống như bình thủy vậy đó, mà nó bằng chất liệu, nó bằng inox nha. Cái nắp nó có bị cấn, cấn xíu ngay nắp. Bình này dày nặng lắm luôn. Bình này em bán 550 nha. Có cấn nha, chị lưu ý là cái nào có lỗi em sẽ báo lỗi nha. Hiệu do Rosy. Rồi, bình này em bán 550, hàng chuẩn Nhật nha, mắc in sao băng. 550, mã 71. Mã 71 em ha. Đó, 550, mã 71. Rồi lên bình này, mã số 72. Bị cấn điểm xíu nha. Bình này 1,2 lít. Để cấn ở đây thôi, ngoài ra không vấn đề gì hết nha. Bình này thì mắc in sa băng nha. Bên dưới nó có đóng chữ nè. 1,2 lít. Rồi bình này em bán cho anh chị 250, mã 72. 250 ha, mã số 72 nha anh chị. Rồi em lên bình này, mã số 73. Bình này 1,2 lít. Hiệu Joy Rosy nha anh chị. Bình này mắc in Thái Lan, bên dưới nó có đóng nè. Rồi bình này bán cho anh chị 300, mã 73. 300 nha anh chị, mã số 73, 1,2 lít. Nắp nó có một điểm cấn nhẹ ha. 300 nha, mã số 73 nha chị. Rồi lên bình này. Ủa, 7 mấy? 7 mấy? Hả? 73, 62, 80. Hả? Hả? 73 nè chị. Rồi bình này mã 74 nha. Bình này 1,2 lít nữa nè, có dây đeo. Bình này mới đẹp, không bị cấn móp ha. Em này thì mắc in da băng cho em nha anh chị. Hàng Nhật. 1,2 lít. Rồi bình này em bán 300, mã 74 ha. 300 cho em nha anh chị. Mã số 74 nha, có dây đeo, có tay cầm, hiệu do Rosy. 300, mã 74. Rồi lên bình này, mã số 75. 1,2 lít. Bình này 1,2 lít nha anh chị. Có một cái điểm cấn nhỏ ngay đây xíu ha. Ngoài ra thì không có vấn đề gì hết nha. Nguyên vẹn, hiệu do Rosy. Bình này mắc in da băng cho em ha. Mắc in da băng nha anh chị. Bình này bán cho anh chị 300, mã 75. 300 nha, mã 75.
Rồi lên bên này mã 76 nha. 76 em có hai bình này, hai màu. Bình này dung tích của nó khoảng 1 lít. Bình này khoảng 1 lít nha anh chị. Mà kiểu dáng của nó nhìn cổ điển nha. Em này thì nó cũng là hàng China xuất Nhật nha anh chị. Hàng China xuất Nhật nha. Kiểu dáng nó rất là đẹp. Kiểu dáng cổ điển nè. Giống như bình thủy, giống như bình thủy cổ ngày xưa. Rồi cái này inox xịn nha, nặng lắm. Bên này em có hai màu, màu này màu xanh đậm nè, còn này màu màu rêu. Rồi hai cái này em bán cái 300, mã số 76 nha. Mã 76 nha, anh chị lấy màu nào thì báo cho em luôn ha, hoặc là hai cái hoặc là một cái màu nào ha. Xanh rêu nè, còn này xanh đen cho em ha. 300, mã 76 nha anh chị. Rồi lên bình này, mã số 77 nè, do Rusi. Có dây đeo. Mark in Thái Lan cho em ha. Ron đồ còn rất là đẹp. Bên này em bán 300 nha, mã 77 nha anh chị. 300k nha anh chị, mã số 77 nha. Bên này là 1,3 lít, không có bị cấn mớp nha. Có một vài điểm nhẹ xíu không đáng kể nha anh chị. Rồi 300, mã 77 cho em ha. Lên bình này, mã số 78 nha. Bình này 2,5 lít. Bên này sơn nó hơi xước sơn nè. Đây. 2,5 lít nha anh chị. Bên này em bán 300k nha, mã 78. Sơn có bị chạy xước sơn ha. Đây em xay tổng thể cho mình xem nha. Không thấy mắt in nha anh chị. Bình em bán 300, mã số 78 nha. 300, mã 78, 2,5 lít. Rồi lên bình này, mã 79 cho em ha. Bình này 1,2 lít, màu xanh ha. Sơn nó cũng có xước sơn nhẹ nha. Này em cũng không có thấy mắt in nha anh chị. 1,2 lít. Rồi cái bình này em bán 300, mã 79. 300 nha, mã 79 nha anh chị. Rồi lên bình này, mã số 80. Nắp nó có một đường đây xíu nha. Bình này thì 2 lít. Hiệu Joy Rusi nè. Bình này mắc in Thái Lan cho em nha. Độ mới cao. Nắp thì nó có một điểm ngay đây. Bên này em bán 400, mã 80 nha. Bên này em bán 400, mã số 80 nha anh chị. Rồi bình này mã 81 nha. Bình này dung tích của nó là 1,2 lít. Có một điểm cấn nhẹ xíu ha. Hàng Nhật 1,2 lít. Đây. Rồi bình này 1,2 lít. Bình này em bán 300, mã 81 nha. 300k nha anh chị, mã 81 mới đẹp, không có cấn mớp ha. 300, mã 81. Rồi lên bình này, mã 82. Bình này 1,5 lít. Đẹp mới không cấn mớp nha, dày nặng.
Bên này em bán 400 nha, mã 82. Một phẩy năm lít nha anh chị, bình lớn, nặng lắm. Bình này mát in da băng, mát in da băng bên dưới đáy luôn ha. Rồi bình này 400, mã số 82. Rồi lên bình này, mã 83. Bình này 2 lít, hiệu Joy Rusi nha anh chị. Sơn có xước sơn nhẹ ha. Mát in Thái Lan. Bình này 2 lít, bình này em bán 300 nha, mã số 83, hiệu Joy Rusi. Rồi lên bình này, mã 84, 2,2 lít nha anh chị. Em này thì made in Thái Lan nha, phần đế nó có xước nhựa nha, cái phần nhựa nó có bị xước. Nắp này thì nắp nhựa. Bên trong thì nó có hai ba cái nắp nè. Bên này em bán cho anh chị 250 nha, mã 84, 1,5 lít. 1,5 lít ha. Bên này bán cho anh chị 250 nha, mã 84 nha anh chị. Rồi lên bình này mã số 85. Bình này 2,5 lít. Bình này 2,5 lít. Sơn có xước nhẹ nè. Không thấy mắt in nha anh chị. Còn mới đẹp không cấn mớp, mắc in Thái Lan. Rồi bình này em bán 300, mã 86 nha anh chị. 300k nha, mã 86. Rồi lên bình này mã 87 nè, 1,2 lít. Không cấn mớp ha, có ăn điểm nhỏ nè, không đáng kể nha. 1,2 lít. Rồi bình này em cũng bán cho anh chị 300, mã 87. 300 nha anh chị, mã số 87 cho em ha. Rồi bình này mã 88 nè, 1 lít. Kiểu dáng đẹp, hiệu Tiger. Không cấn mớp, độ mới cao cho em ha. Bình này thì made in da băng nha, nó có đóng chữ chìm ở dưới đây, made in da băng ha. 1 lít. Bên trong nó sâu lòng á, cho nên mình thấy nó tối tối vậy á, nhưng mà nó là inox nha, không có bị dơ bị gì hết nha. Bình này em bán 300, mã số 88 cho em ha. Hiệu Tiger. 300, mã 88 nha. Rồi lên bình này mã 89, bình này 2 lít. Bình này hiệu Đờ Mót ha. Sơn có bị xước sơn nha anh chị. Bên dưới này thấy nó để mắc in Malaysia nha. Cái đế nhựa nó cũng có bị xước xước nhựa nha anh chị. 2 lít. Đây. Rồi bình này em bán 250 ha, mã 89. 250, cái phần nhựa này nó có hơi bị thâm xíu ha. 250 nha, mã 89 nha anh chị. Rồi, cuối cùng lên bình này mã số 90, có cấn một vài điểm nè.
mã 90 cho em nha. Bình này thì 1,2 lít Made in Japan nha. Có bị cống nè, giữ nhiệt tốt nha anh chị. 1,2 lít. Rồi bình này em bán 200, mã 90. Bình này em bán 200 nha anh chị, mã số 90 nha. Rồi video của em đến đây là kết thúc nha. Cảm ơn các anh chị đã xem video của em ngày hôm nay ạ. Xin chào và hẹn gặp lại video sau nha.